Kính thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Mở đầu hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng ta. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã báo cáo những kết quả chủ yếu mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo chỉ đạo trong những tháng đầu năm 2024, các công việc sẽ thực hiện từ nay đến cuối năm và thời gian tới. Bày tỏ vui mừng gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn các ý kiến phát biểu rất chân tình, tâm huyết về những thành tựu chung cũng như lưu ý về những mặt hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, nhấn mạnh những thành tựu đạt được thời gian qua là nhờ sự nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt có sự đóng góp quý báu, trí tuệ và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Cho rằng đất nước ta chưa bao giờ hội nhập sâu rộng và có đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại như hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh một số khó khăn, thách thức giai đoạn hiện nay và nhiều công việc quan trọng cần thực hiện trước mắt. Vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã họp rà soát các công việc chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 và thống nhất từ nay cho đến cuối năm sẽ tập trung ưu tiên nhóm các đề án để trình ra Hội nghị Trung ương 10. Và nhóm các đề án để tháo gỡ những khó khăn để phát triển kinh tế xã hội. Không được để những cái ách tắc, những cái điểm nghẽn này cản trở phát triển kinh tế xã hội. Muốn làm những cái việc gì làm thì đất nước phải hùng mạnh, kinh tế xã hội phải phát triển. Như là cái tâm huyết, cái góp ý của các đồng chí hôm nay chúng tôi cũng rất thấm thía về những điều đó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho biết để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, hiện nay các tiểu ban đã triển khai tích cực hoạt động, thống nhất một số nguyên tắc, quan điểm, bảo đảm hoạch định đường lối phát triển đất nước trong những năm tới trên cơ sở kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dày công xây dựng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đang rất quyết liệt để chỉ đạo 4 cái mặt công tác. Cái thứ nhất là tập trung lãnh đạo, đảm bảo bứt phá, tăng tốc, sớm về đích để thực hiện thắng lợi các cái chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Đấy, cái thứ hai cũng tập trung là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thể chế, tạo thuận lợi cao nhất cho các hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong và nước ngoài. Cái thứ ba là cũng phải tập trung lãnh đạo để thực hiện các cái chính sách an sinh xã hội, nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần mọi mặt của nhân dân. Thì đúng như các đồng chí cũng phản ánh là đúng, chúng tôi cũng thấy rồi. Bây giờ chúng ta rất nhiều cái dịp, cái lễ kỷ niệm rất quan trọng đánh dấu sự phát triển của đất nước, nhưng mà nhân dân vẫn còn khó khăn, có những nơi chưa có nhà ở, đấy, cuộc sống vô cùng bấp bênh. Thì cái này cũng phải đẩy mạnh những cái an sinh xã hội, cùng với một mặt phát triển hạ tầng, phát triển kinh tế để làm những cái nền tảng để phát triển chung, nhưng vẫn phải có những cái chăm sóc. Cái thứ tư là tiếp tục kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với những quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển một cách bền vững. Để chuẩn bị chu đáo cho Đại hội lần thứ 14, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, trước hết là nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, góp ý quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân và dân tộc ta.